Rồi, của căn một tầng mái Nhật của chú Thanh tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Căn một tầng mái Nhật của chú Thanh có cái hạng mục khung kèo mái ngói với diện tích dự kiến hoàn thiện là 195m², xấp xỉ gần 200m² các bạn ạ. Và công trình này rất là may mắn khi bên mình là công ty Việt Túc đã được chú Thanh là gia chủ đã tin tưởng và giao cho cung cấp toàn bộ vật tư khung kèo, nhân công dựng khung và nhân công lợp ngói hoàn thiện cho gia chủ. Còn riêng ngói là gia chủ tự mua các bạn nhé. Và mình xin nhắc lại một lần nữa rằng với các công trình bên mình nhận thi công, bên mình sẽ nhận chọn gói ít nhất là phần khung kèo và nhân công dựng khung, nhân công lợp ngói hoàn thiện. Còn riêng ngói là có thể là chia làm hai trường hợp. Trường hợp một đầu tiên đó là gia chủ có thể tự mua ngói, và trường hợp thứ hai đó là bên mình sẽ cung cấp chọn gói cho khách hàng. Tất nhiên là đây là những dòng ngói mà bên mình cảm thấy nó có chất lượng là cái số 1, và cái thứ hai nữa là giá thành hợp lý, và cái thứ ba mình có thể cung cấp được cho các bạn. Đó. Thì căn này với 195m² thì bên mình đã triển khai ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Vừa rồi trời mưa rất nhiều cho nên ảnh hưởng tiến độ là một chút. Thì tuy nhiên là anh em mình đang cố gắng thì dự kiến khoảng tầm 2 ngày nữa. Dự kiến là 2 hoặc hơn 2 ngày rưỡi nữa bên mình sẽ nghiệm thu và bàn giao công trình này cho gia chủ. Thì đây công trình này đây đang hiện tại đang giữa buổi sáng, trời đang đã bắt đầu nắng mới rất là nhiều. Nắng rất là rát luôn đấy, thì chắc là một chút nữa anh em mình sẽ phải nghỉ thôi. Thì ngày hôm nay công trình này các bạn từ hình ảnh trên cao chúng ta có thể thấy là công trình này có một hạng mục máy chính, hai máy phụ sảnh và hai cái thùng chim. Thế thì ở đây có sẵn các hạng mục thùng chim ở đây thì mình sẽ làm một cái video nhỏ thôi, một cái ý rất là nhỏ thôi. Đó là gì? Những cái phần phào chỉ của thùng chim chúng ta phải lưu ý và xây chát như thế nào. Đó. Rồi, hiện tại thì mình đang đứng ở trên nóc của căn một tầng mái Nhật của chú Thanh tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì ở đây là khu vực trong khu vực thị trấn Xuân Hòa, phường Xuân Hòa của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy, thế thì xung quanh đây là đều san sát luôn. Công trình này thì cũng khá gần với trường Đại học Sư phạm 2 các bạn ạ. Thì căn này thì là một căn xây dựng mới hoàn toàn trong một khuôn viên đất rất là rộng rãi và vuông vắn của chú Thanh. Thì chú Thanh là một chú cũng cứng tuổi rồi, tuy nhiên chú cũng rất là linh động và rất là trẻ trung, và chú cũng đã tìm hiểu nhiều về công nghệ mới trong quá trình triển khai xây dựng. Đấy, thì chú đã nghiên cứu về hệ khung kèo thép nhẹ và đã nghiên cứu tìm hiểu và giao cho công ty cổ phần xây dựng Việt Túc bên mình. Đấy, rất là may mắn khi công ty Việt Túc bên mình lại là công ty đồng hương, tức là mình cũng ở Vĩnh Phúc các bạn ạ. Đấy, và công trình này cũng ở Vĩnh Phúc luôn. Thì chú đã tin tưởng và giao cho bên mình cung cấp vật tư khung kèo và nhân công dựng khung, nhân công lợp ngói hoàn thiện. Của riêng ngói thì là chú cũng là có người quen đang cung cấp vật tư về ngành vật liệu xây dựng của Vigaceta, do đó thì là chú đề xuất là bên mình sẽ dựng khung là lợp ngói thôi, thì còn đâu ngói là chú sẽ tự mua các bạn nhé. Đấy, về viên cái dòng ngói sử dụng trong trình là ngói Vigaceta tháng 5 các bạn ạ. Đây là dòng S đây các bạn nhìn nhé, Vigaceta tháng 5, và nhà máy sản xuất tại cũng tại phường Phúc Thắng của thành phố Phúc Yên và cũng là của tỉnh Vĩnh Phúc đây các bạn. Đấy, Vĩnh Phúc mình thì không hiểu sao mà đất này chim đậu hay nhà đó, mà có rất nhiều các cái đơn vị thầu thi công mái ngói và cả các cái nhà máy ngói lớn, các cái tập đoàn lớn, ví dụ như Pride này, Á Mỹ này, rồi Vigaceta Thăng Long này. Đấy, rồi rất nhiều các công ty ngói nữa đang hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy, thì riêng cái dòng ngói Vigaceta Thăng Long thì các bạn biết rồi đấy, cái chất lượng thi công thì rất là ok, phẳng phiu. Và đây là dòng ngói S mới, và ngói S một sóng và có hai lỗ vít ở vị trí sóng âm các bạn nhé. Đó, thì cái ngói dòng ngói này là có vị trí sóng âm, đó là dòng duy nhất còn lại bây giờ ở phân khúc cao cấp mà có hai lỗ vít ở vị trí sóng âm như này, còn các hãng ngói thì đều đã đổi sang sóng dương rồi. Tuy nhiên đây là một cái vấn đề thì mình cho rằng cũng chấp nhận được thôi, tuy nhiên là sóng dương nó sẽ hay hơn. Nhưng mà ở đây riêng Vigaceta Thăng Long thì cái chất lượng ngói thì rất là ok, bên mình đánh giá rất là tốt. Đấy, lợp rất là phẳng phiu, rất dễ lợp. Đấy, thế tuy nhiên là có một cái hạn chế còn nhỏ đối với dòng ngói Vigaceta Thăng Long, đó là gì? Đó là cái dòng ngói bò. Thì ngói của Vigaceta Thăng Long thì lại đang cung cấp cái dòng ngói bò, thì mình đánh giá là nếu như so sánh với các thương hiệu ngói bò khác thì mình cảm thấy là nó có một vài cái ưu điểm nhưng có khá nhiều cái nhược điểm. Thì hiện tại bên mình đang tư vấn cho chủ nhà là sử dụng cái ngói bò của một thương hiệu khác. Đấy,
Đó là thương hiệu ngói bò của CMC. Bên mình rất hay dùng ngói bò lóc của CMC. Không hiểu tại sao mình thích là như vậy, vì mình cảm thấy là nó với chất lượng mà nó rất là đẹp. Nhìn nó đường bò mái ngói một căn mái Nhật thì những cái đường bò nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nó giúp cho cái đường bò mà to khỏe chắc chắn mà chống bay tốc tốt thì mình sẽ cảm giác một cái mái ngói nó sẽ ưng ý hơn rất là nhiều. Đấy. Thì mình đề xuất với chú là dùng ngói bò CMC các bạn ạ. Đấy, và cái tông màu rất là may mắn giữa cái tông màu S06 màu xanh rêu này trùng với lại mã màu xanh rêu của ngói bò CMC. Thì do đó bên mình đề xuất chú là dùng ngói bò CMC cùng mã màu xanh rêu luôn. Khá là tương đồng, rất là đẹp. Đấy. Và công trình này có sử dụng cả ngói lót nóc các bạn nhé. Đấy. Thì cái dòng ngói phụ kiện, các ngói phụ kiện như bò lóc thì bên mình sẽ cung cấp cho chú luôn. Tại vì sao? Vì đơn vị phân phối ngói CMC thì lại không cung cấp đồng bộ cái này. Đấy. Thế thì đơn vị cung cấp ngói Villacera thì lại không có cái ngói bò CMC, thì do đó bên mình sẽ cung cấp hộ cho chú chủ nhà. Đấy. Thì công trình này thì về ngói thì ok, hôm nay thì chủ đề của mình sẽ không phải là về ngói các bạn ạ. Chủ đề ở đây đó chính là cái hạng mục chuồng chim này. Thì công trình này nó sẽ có một cái hạng mục mái đằng sau là một mái dạng sảnh các bạn nhé, sảnh phụ các bạn ạ đằng sau, và một mái sảnh chính này các bạn nhìn đây này, đây là sảnh cửa đại nhé, đi vào bên dưới khuôn viên vườn trước mặt đây. Đấy, thế thì ở đây có công trình này sẽ có hai hạng mục chuồng chim bên trái và chuồng chim bên phải, các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, thì ngày hôm nay mình cũng nhận ra là có rất nhiều các công trình xảy ra là khi thi công chuồng chim thì các gia chủ không được chú ý lắm, hoặc là các bác thợ xây cũng không được chú ý lắm, nên là chúng ta chỉ tập trung nhiều cái phào chỉ của cái máy chính này mà chúng ta lại không để ý cái phào chỉ của máy sảnh. Thì hôm nay mình làm một cái chủ đề nhỏ nhỏ, đó là gì, chúng ta phải lưu ý cái gì khi mà làm cái chuồng chim, chát mép của chuồng chim là như nào. Đây thì mình đang quay cho các bạn biết là cái phần mép văng của cái phần chuồng một căn máy Nhật. Đó, thì các bạn biết ở đây một căn máy Nhật thì chúng ta xây tường xong chúng ta sẽ đổ phần văng đua ra ngoài. Cái độ rộng văng đua nó sẽ từ 60 cho đến 80 phân, và 80 cm là chiều rộng lý tưởng nhất. Thì công trình này thì là chú đã đổ với cái độ rộng văng là hình như là 60 phân thì phải. Đấy, khá là ok, khá đẹp. Đấy. Thế tuy nhiên rằng là có một cái chút cái vấn đề thứ hai, đó là cái gì, cái phần chuẩn bị mặt bằng cho một căn mái Nhật thì trước tiên nhất là cái phần văng đua này. Mình đã nói rất nhiều các video rồi. Thì cái phần văng đua này chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái mép văng nó phải vuông vắn như thế này. Đấy. Và công trình này thì chú đã chuẩn bị sẵn cho mình là không những chát vuông vắn cái mép văng, cái mép gờ này các bạn nhé, mà chú đã đắp cả phào chỉ ở phần bên dưới luôn, đắp cả phào chỉ trên, phào chỉ dưới luôn. Công trình ở chú này là chú làm hai cấp phào nhé, cấp phào trên, phào to và một cái cấp phào bên dưới nữa. Đấy. Thế thì là với hạng mục mái đắp phào như này thì rất là ok cho cái việc mặt bằng để mình thi công mái ngói. Thế còn ở đây thì chú có một hạng mục chuồng chim như này. Đấy, thì trong rất nhiều các công trình khác thì bên mình cũng để ý rồi, là rất nhiều các cái bác thợ xây hoặc là rất nhiều các cái gia chủ cũng không chú ý, nên thành ra là chúng ta khi làm một cái chuồng chim mái Nhật chúng ta sẽ đổ xây 3 bức tường xung quanh rồi sau đó chúng ta đổ, hoặc là dạng đổ trực tiếp hoặc là lắp tấm đan để tạo ra cái trần của cái chuồng chim này. Và mọi người cũng chỉ tô phát chát phào chỉ có một cái đường phào này thôi để tô chát cho cái phần chiều dày bê tông hoặc là chiều dày của tấm đan thôi. Mà mọi người không chú ý là gì, chúng ta cố gắng này làm sao cho cái hình thức của chuồng chim, cái phào chỉ của vép quanh của chuồng chim này nó phải tương đồng với lại cái máy chính này là đẹp nhất các bạn nhé. Đây mình đứng lùi ra xa một chút. Đấy, chúng ta cố gắng để làm sao cho cái phần chát phào chỉ của cái phần văng với mép văng máy Nhật này nó phải tương đồng, mép văng chuồng chim này nó cũng phải tương đồng với nhau. Đấy, ở dưới chúng ta có phào hai cấp kích thước như thế nào đó thì chúng ta cố gắng ở phía trên cũng có hai cấp kích thước tương tự hoặc có thể giảm đi một chút, nhưng mà hình thức của nó tương tự với nhau. Khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy nó có sự đồng nhất trong cái phương án thiết kế. Đấy, vì nếu chúng ta làm được như này thì chúng ta sẽ là có một cái mái chim chuồng chim rất là ưng ý. Đấy, kể cả độ khi mà chúng tại sao lại phải kích thước tương đối đồng nhất với nhau, tại vì sau này khi chúng ta lợp ngói ra. Đấy, khi trong này xong rồi chúng ta lợp ngói ra thì nếu như cái phần chuồng chim này chỉ là một cái đường phào thôi thì cái nguyên phần ngói che ra, nó chờm ra nó che kín cái phần phào này rồi. Đấy. Thì dẫn đến là có một sự chênh lệch nào đó, nó không được hay, không được đẹp. Thì có một lời khuyên đó là gì, các bạn khi mà chúng ta làm chuồng chim cố gắng chúng ta tô chát cái phần phào chỉ này tương đồng về mặt kích thước cũng như hình dạng so với phần mép văng mái Nhật. Đó chính là cái chủ đề chính của video ngày hôm nay, để các bạn có thể chú ý một chút các bạn nhé. Đó, đây là công ty mình đang triển khai thi công, và đây là dòng sản phẩm thép của bên mình đây, thương hiệu thép Việt Úc các bạn nhé. Đây là sản phẩm của công ty cổ phần xây dựng Việt Úc đó, và sản phẩm này là thanh V4250 đó, độ mạ Z100 gọi nhé, độ cứng thép G550 MPa, chiều dày thép là 0.5 với size số 0,5
5% các bạn ạ. Đây là sản phẩm của công ty Vật Đúc. Số điện thoại hotline 0918 433 577. Rồi. Và rồi mình đã chia sẻ một cái mẹo khá là nhỏ thôi nhưng nó rất là thú vị. Mình cho rằng là mình cũng đã từng gặp rất nhiều các hạng mục chuồng chim mà các gia chủ và các bác sợ xây chưa chú ý đến. Dẫn đến chúng ta có một sự chuẩn bị cái mặt bằng cho đơn vị thi công mái ngói nó chưa được hoàn hảo nhất các bạn ạ. Lưu ý các bạn nhá, cái mép văng chuồng chim như này và chúng ta cố gắng chát để làm sao tương đồng với phần diềm sảnh ở bên dưới này các bạn nhé. Đó chính là cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. Rồi, nếu các bạn cảm thấy nội dung hay, bấm nút like và đăng ký kênh YouTube của mình. Và các bạn mong muốn một đơn vị thi công máy có chuyên nghiệp, hãy liên hệ hotline 0918 433 558. Và mình cũng chia sẻ một chút là như này, bên mình cũng rất là bận đi, anh em bên mình có lực lượng cán bộ kỹ thuật cũng như công nhân nó khá là mỏng, cho nên là bên mình đang triển khai thi công tại rất là nhiều các công trình khác nhau, do đó cái phần tương tác giữa mình với các khách hàng ở thời điểm hotline để trao đổi trực tiếp nhiều khi mình không thể trả lời và chậm cái các comment, chậm trả lời các comment hoặc là chậm trả lời các cái tin nhắn của các bạn, thì mong các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào.